Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu và chia sẻ đến cho các bạn, các anh chị em trong làng yêu ca nhạc, yêu những âm thanh nhạc vàng, những nhạc bolero và những tiết tấu chậm rãi. Thế thì hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu với các bạn hàng loạt những con sang xuôi. Các bạn đang thấy ba con sang xuôi 5050, hàng xuất Mỹ, chạy bốn nguồn điện. Quý Nguyễn đang mở hết ra, mở nắp ra để trên bàn, đang để hai con trên bàn và một con ở trên dàn máy. Vâng, các bạn thân mến, thì hôm nay có những con sang xuôi đẹp như thế này, các bạn có thể coi kỹ từng từng con một. Quý Nguyễn sẽ giới thiệu một lượt ba con này, một con một. Quý Nguyễn soi rất kỹ những con chiếc âm ly còn bảy màu. Vâng, bảy màu rất đẹp. Đây là chiếc thứ nhất các bạn nha. Con sang xuôi 5050 này là dòng G-Server, chạy 4 nguồn điện, hàng xuất Mỹ. Chúng ta có thể xài điện 220, 240 hoặc 101 hoặc 117. Vâng, 4 dòng điện. Và sang xuôi 5050 này thì có hai đời khác nhau các bạn nha. Chẳng hạn như cái đời này thì là con cái tản nhiệt và sò đứng, bốn con sò sò sắt đứng. Và chiếc đời con này thì nó có khác hơn một tí. Đời con này thì là bốn con sò nằm, bốn con thò sơn ken, sò sắt sơn ken. Đấy các bạn nhìn thấy. Và đặc biệt con này thì công suất nó sẽ lớn hơn. Con này công suất các bạn xem là công suất con này rất lớn, lớn hơn con kia một ít. Đấy các bạn nhìn thấy công suất con này là 210W các bạn nhé, 210W. Đây các bạn nhìn thấy 210W. Vâng, các bạn thấy rõ rồi, đấy 210W. Vâng, thế thì riêng cái con này 210W, cho nên thiết kế những linh kiện của nó cũng có phần khác một tí tí, nếu chúng ta nhìn kỹ vào mới thấy. Vâng, và những con sân xuôi của Mỹ đang nhập về cực kỳ đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Và Quý Nguyễn sẽ lật lên từng con để cho quý vị xem rõ. Đây là mặt 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 trên và mặt dưới. Quý Nguyễn cùng mở luôn cái nắp đít ra rồi. Đây là mặt sau của con thứ hai. Đấy các bạn nhìn thấy rất đẹp, bảy màu, không có chỗ nào chê. Và đây là mặt đít của nó. Quý Nguyễn mở luôn cái nắp ra, tại vì khách hàng Quý Nguyễn đa số là những người ở rất xa. Cho nên Quý Nguyễn sẽ tạo những cái phương tiện như thế này để quý vị khỏi ngần ngại khi sở hữu những con âm ly mà Quý Nguyễn giới thiệu, thì khỏi phải ngần ngại. Chiếc âm ly này các bạn có thể xem những cái bo mạch của nó, từng chi tiết một rất đẹp, từng cái dây điện vẫn còn mới, mới toanh, mới như mới sản xuất và chưa xài. Những con âm ly này chưa xài ở Việt Nam. Đây các bạn, và đây là con mặt trước của con này. Các bạn xem lại con thứ nhất để các bạn đánh giá được những chiếc âm ly gần như như nhau. Chiếc con khi nãy là 210W và con này thì cái đời nó khác. Con này là 150W các bạn nghe. Con này là 150W này. Đấy, 150W. Vâng, và cũng chạy 4 dòng điện 100, 120, 220 và 240. Nếu các bạn muốn thay đổi nguồn điện thì mở cái nắp này ra để thay đổi nguồn điện thôi. Và về cấu hình của nó thì phía sau con nào con nấy như nhau. Con 150W này thì nó vẫn có khác hơn trong nội thất của nó, nội thất linh kiện phía trong. Còn những chiếc ampli này còn 7 màu, tất cả hai chiếc này đều còn 7 màu. Và các bạn xem luôn phía sau của chiếc ampli này. Quý Nguyễn đang lật lên. Đây, phía sau của chiếc ampli này rất đẹp, không có hề có một vết chày xước nào cả các bạn nhé. Kể cả cái dây nguồn cũng còn rất đẹp. Vâng, và các bạn xem phía dưới đít của chiếc ampli này, từng chi tiết một, từng chi tiết nhỏ, từng cái rocket còn sáng bóng, những nhựa trắng còn sáng bóng. Và những cái bo công suất bo bo bờ rề. Vâng, đây là cái tăng phô phía dưới, phía sau của tăng phô. Và các bạn xem chiếc này, những cái volume vô tông
và những cái biến trở của nó rất mới, rất chi tiết. Và tiếp đến các bạn xem mặt trước của con âm ly này. Con âm ly này, thế thì hai con, bây giờ mình để gần lại, hai con đang để trên bàn để gần lại, các bạn nhìn thấy rất đẹp, đẹp, không có một vết chày nào các bạn nhé. Kể cả những con ốc vẫn không lai một con ốc nào, toàn bộ ốc zin. Quý Nguyễn đang để ở trên một cái dĩa đây, rất đẹp, từng con ốc, từng con lô đền, không lai một con nào. Đây là hai con, và đến một con thứ ba, Quý Nguyễn đang test âm thanh. Đây là con Quý Nguyễn đang cài đặt sẵn âm thanh, là con này. Và thế thì tất cả những hàng Quý Nguyễn giới thiệu đều đẹp, đều đẹp, rất đẹp và chuẩn chỉ, hàng sạch sẽ, bảy màu, và phía trước đèn radio rất chuẩn, rất chuẩn. Quý vị có thể nghe radio rất nét, rất nét. Xin mời các bạn nghe thử nha. Đang dò đài. Đó, dò đài rất nét các bạn. FM. Các bạn vừa nghe ca khúc Six Dreams. Vâng, các bạn chỉ nghe sơ vậy. Và đồng thời hôm nay Quý Nguyễn ghép với một đôi loa. Một đôi loa đó là đôi loa JBL, JBL NL96. Đặc biệt đôi loa này là các bạn biết, Quý Nguyễn soi cho gần vào, là đôi loa này số series liền kề. Con này là 40394 và con kia là 40393. Hai cặp này có số series liền kề. Và cặp loa NL96 JBL này là gồm có bao quay bách màu trắng, sườn nhôm đúc nha các bạn. Và tất cả đều còn nguyên bản nguyên zin, từng con ốc. Riêng cái cặp mid, mid và chung nó là của dòng JBL NL112 mà Quý Nguyễn đã giới thiệu một clip vừa qua. Và cái bách của nó thì bách thay lâm. Riêng cặp JBL này có giá là 17.500.000 đồng, 17.500.000 đồng. Các bạn xem tiếp với comment này. Khi nãy đấy, con khi nãy là 40394, con này là 40393. Cặp loa JBL này có số series liền kề, thùng gỗ lạng rất đẹp. Và quay trở lại thì các bạn test một con âm ly sang xuôi 5050 này với đôi loa JBL NL96. Xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được được chất âm của sang xuôi. Đánh với JBL nó như thế nào, nó ra làm sao. Xin mời các bạn. Con trên bàn vẫn còn 5050 đó các bạn. Thank you.
các bạn đã nghe âm ly sang xuôi 5050 hàng xuất Mỹ ghép với một đôi loa Mỹ, đó là JBL L96. Và âm ly sang xuôi 5050 này thì Quý Nguyễn đang bán với giá 8.500.000 đồng, hàng đẹp cực kỳ, hàng chưa sử dụng.